Dạ. Đấy, nó trả tiền công rồi chưa? Chưa. Cái tiền đâu? Tiền đâu mất mẹ 500. Em biết được. Mai nó đánh đổ vạ tao. Vâng. Vậy nó đến qua này đi, nó có xăng nước đổ của xe xăng của nó có đưa tiền mày không? Xăng, xăng, xăng nhà có đổ xe của nó, mà xe của mày. Không. Làm gì có đưa cho em cái gì. Cứ vậy là đi đi. Cứ vậy là đi thôi, có đổ đâu. Nó có trả tiền công à? Nó có đưa tiền công mày không? Mấy chục. Vâng. Ta tưởng hay là nó đưa nhầm cho cái thằng ấy. Ta mua cái chỗ kia đặt tính lên đây, tính đặt lâu.